kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để bà con tham khảo. Trước tiên, kênh xin cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Thưa quý bà con, giá thanh long ruột đỏ miền Tây lại tiếp đà giảm ha bà con ha. Ở Bình Thuận cũng giảm luôn nha bà con. Thì đây là một cái thông tin có thể nói cũng rất là bi quan cho cái thị trường thanh long, mặc dù hiện nay sản lượng không có nhiều và một số cửa khẩu là bắt đầu mở cửa trở lại, ví dụ như là cửa khẩu Bắc Luân 2 ở Móng Cái và một cửa khẩu Hành Điêu ở Quảng Ninh đó. Thì tuy nhiên khi mà hai cửa khẩu này mở ra thì chúng ta rất là mong chờ là giá các loại nông sản sẽ tăng trở lại, bởi vì cái năng lực thông quan nó sẽ nhanh hơn, sẽ nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại, trái với dự đoán thì là hiện nay là giá một số loại nông sản lại vẫn đang tiếp tục giảm, trong đó có thanh long ha bà con. Thì do là cửa khẩu Bắc Luân 2 coi dù có thông quan đi chăng nữa thì năng lực thông quan chỉ khoảng 20 đến 30 xe một ngày, thủ tục thông quan rất chậm và rất khó khăn. Rồi cửa khẩu Hành Điêu thì là cũng chỉ giải quyết cho những cái xe hàng không có hàng ở trên xe đang còn tồn đọng từ hai phía cả Việt Nam và Trung Quốc nữa đó, cho nên là sẽ còn phải chờ đợi những cái động thái tiếp theo để xem là hàng hóa đi như thế nào. Thì bà con lưu ý dùm kênh là hiện tại là giá vẫn đang thấp ha bà con ha. Hôm nay ở miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 từ 13 tới 15 ngàn, loại 2 từ 8 tới 10 ngàn, loại 3 từ 3 tới 5 ngàn. Thanh long ruột trắng mua xô từ 7 tới 10 ngàn. Ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng giá về vựa bò đẹp là 12 ngàn, 11 ngàn và 10 ngàn. Bò sàng là 10 ngàn, 9 ngàn và 8 ngàn. Thanh long ruột trắng mua xô từ 5 tới 8 ngàn và thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp giá về vựa là từ 13 cho tới 15 ngàn đồng. Giá cụ thể hôm nay là như vậy, bà con mình vui lòng cập nhật giá nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin kính chào.